với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh về nghị quyết số 12 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 06 ngày 1 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 21 tháng 12, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức buổi tọa đàm về các nội dung nghị quyết đã đề ra. Đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Tại buổi tọa đàm, đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tham luận của các đại biểu là bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, đảng bộ cơ sở, đại diện hội phụ nữ, đoàn thanh niên và chỉ huy công an các xã, phường, thị trấn, tiêu biểu đã có các giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tế đề ra, thể hiện nhận thức sâu sắc và tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 và Nghị quyết 06 về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Để góp phần đưa nội dung nghị quyết đi vào thực tiễn, cụ thể hóa các nội dung bằng hiệu quả công tác công an trong thời gian tới, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh phải tự rèn luyện, học tập để nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trở thành lực lượng tinh gọn mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao cho.